Vocarimax hân hạnh tài trợ chương trình này. Dầu ăn Sobi Gold Extra. Sobi Gold Extra, thêm dưỡng chất cho trái tim khỏe. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành Hàng Việt. Chương trình được sự tài trợ của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimax. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên. Một dịp rằm tháng 8, báo hiệu mùa trung thu rộn ràng niềm vui trẻ thơ nữa lại sắp đến. Ở thời điểm hiện tại, các mặt hàng phục vụ cho dịp này đã được doanh nghiệp chúng ta chuẩn bị như thế nào? Xin mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình ngày hôm nay để chúng ta có một góc nhìn sâu sắc hơn. Chương trình ngày hôm nay với một số nội dung chính như sau. Nhu cầu về những sản phẩm mới trong mùa Tết Trung Thu hàng năm. Chất lượng các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu năm 2017. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm từ bánh Trung Thu. Thưa quý vị, như mọi khi, trước khi đến với nội dung chính, xin mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý mới diễn ra trong thời gian gần đây được thể hiện qua chuyên mục Bản tin doanh nghiệp. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km, Tây Ninh thích hợp cho những chuyến trải nghiệm nhẹ nhàng vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ dưỡng bên gia đình, bạn bè. Nổi tiếng với tòa thánh Tây Ninh, núi Bà Đen, hồ Dầu Tiến, khu du lịch Ma Thiên Lãnh, hàng năm Tây Ninh thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng tại địa phương được quan tâm đầu tư để phục vụ du khách. Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, lại tọa lạc trên tuyến đường rộng và đẹp nhất Tây Ninh, khách sạn Nhất Quý là một trong những địa chỉ lưu trú đạt chuẩn 2 sao được nhiều khách du lịch quan tâm. Với quy mô gồm 55 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, ngoài các chuẩn phòng đơn, phòng đôi, ở mỗi tầng khách sạn đều có một số phòng gia đình rộng rãi, thoải mái, với sức chứa từ 5 đến 7 khách trên một phòng. Khách sạn của tôi có ưu điểm là toàn bộ là hệ thống nước nóng, là đảm bảo phục vụ cho khách và các cái bồn tắm là đều là bồn tắm đứng, nệm kim đan, wifi cực mạnh và tất cả các hệ thống trang thiết bị của tôi đều bằng đồ gỗ tốt, cho nên là khách lưu trú ở đây rất là hài lòng với các trang thiết bị của khách sạn tôi. Ngoài ra, khách sạn còn có dịch vụ tổ chức tiệc cưới, hội nghị trong không gian sang trọng ấm cúng với sức chứa khoảng 300 khách. Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa và cao su 2017 mới diễn ra gần đây, đã có khoảng 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, máy móc, thiết bị, dịch vụ, nguyên phụ liệu cho ngành công nghiệp nhựa và cao su. Có mặt tại triển lãm lần này, Tổng Công ty Cao su Nhựa Thanh Bình Pirupco đã giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm cao su và nhựa kỹ thuật, tiêu dùng và xây dựng, v.v. Ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như công nghiệp ô tô, xe máy, vận tải, xây dựng, dầu khí, đóng gói thực phẩm, giày dép. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp các sản phẩm cao su xốp từ các nền cao su khác nhau mang ưu điểm xốp mềm, được sử dụng rộng rãi để làm các loại gioăng chống nước, chống rỉ cho các loại đèn xe, yên xe, v.v. Sản phẩm doanh nghiệp giới thiệu tại triển lãm lần này đều được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và quản lý môi trường ISO 14001-2004. Tại triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa và cao su 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Song Bàn lại mang đến những sản phẩm nhựa gồm vải bạc nhựa và bao bì nhựa. Sản phẩm của công ty hiện đang được xuất khẩu đi nhiều nước châu Âu, Mỹ, Canada. Tiêu chí của công ty Song Bàn chúng tôi là sản xuất ra một sản phẩm sạch, và sản phẩm của chúng tôi là sản xuất trên dây chuyền khép kín, được đầu tư máy móc hiện đại và nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ các nước như Ả Rập, Thái Lan và Hàn Quốc. Thì sản phẩm của chúng tôi cam kết khi sử dụng thì được tái chế 100% hoàn toàn, không ảnh hưởng tới môi trường. Và tham gia hội chợ triển lãm lần này thì công ty Song Bàn chúng tôi đưa ra một số sản phẩm như
túi xốp và túi cuộn, túi hộp xôi, túi rác và những cái bao bì thực phẩm như là màn chép phim, bấm bao bì thực phẩm, bút pallet, vân vân. Hiện tại thì chúng tôi đang đầu tư một dây chuyền máy móc hiện đại, vừa đang cũng đang lắp ráp, thì sắp tới chúng tôi sẽ tung ra từ thị trường những cái sản phẩm mới và để phục vụ cho cái thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện một số sản phẩm chính của doanh nghiệp này có thể kể đến như túi t-shirt, túi rác, túi cuộn thực phẩm, túi zipper, túi hút chân không, màn phủ nông nghiệp, vân vân. Do được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ khép kín là sử dụng nguyên liệu sạch, thân thiện với môi trường, nên các sản phẩm do doanh nghiệp này cung cấp sau khi sử dụng sẽ được tái chế để tránh gây ô nhiễm môi trường. I've cooperated with many partners in the plastic bag industry. Songbang is among those who meet all standards of quality and price. Việc doanh nghiệp này lựa chọn hướng sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu nhựa vẫn đảm bảo các yếu tố về môi trường là hướng đi phù hợp với xu hướng chung của thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy sản, thức ăn thủy sản, kho lạnh là một vấn đề quan trọng bởi đây là yếu tố quyết định chất lượng của sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. Tại Việt Nam hiện nay, nếu chưa có đủ điều kiện đầu tư kho lạnh riêng, các doanh nghiệp vẫn dễ dàng lựa chọn một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê kho để bảo quản thực phẩm. Chỉ tính riêng tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê kho lạnh như công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và kho lạnh PK Việt Food đã đủ công suất chứa 10.000 tấn hàng. Trong đó, mỗi pallet chứa được 1,2 tấn hàng. Doanh nghiệp này cũng là một trong số ít đơn vị đã đầu tư được hệ thống kho lạnh mới và hiện đại nhất, với 3 kho lạnh có diện tích và nhiệt độ khác nhau, trung bình từ âm 100 độ C đến 35 độ Toguia 20 độ C. Trước nhu cầu về nguồn nước sạch sử dụng tại các gia đình ngày càng cao, mới đây, một sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh ứng dụng công nghệ siêu màng lọc được nghiên cứu phù hợp với nguồn nước Việt Nam đã được giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước tại hội chợ tháng khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh 2017. Theo công ty Yakio Việt Nam, loại máy lọc nước này có ứng dụng hệ thống lọc cao cấp Aragon Nano, song có chi phí hợp lý nên phù hợp với người tiêu dùng có nhiều mức thu nhập khác nhau. Cũng tại hội chợ, doanh nghiệp này đã giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm máy làm mát và máy lọc nước khác. Trong đó, sản phẩm máy làm mát đã được kiểm định theo công nghệ của Mỹ, thích hợp cho không gian mở, giúp tiết kiệm đến 90% điện năng và thân thiện với môi trường. Còn máy lọc nước với công nghệ siêu màng lọc cũng đã được chứng nhận bởi Viện Nghiên cứu Môi trường và Nước Hàn Quốc, Bộ Y tế Việt Nam. Việc sử dụng nước qua máy lọc đang ngày càng trở nên phổ biến hơn bởi đây là thiết bị giúp loại bỏ các thành phần độc hại, hóa chất v.v. có trong nguồn nước, từ đó bảo vệ sức khỏe của các gia đình. Tự trồng rau sạch tại nhà để có được nguồn thực phẩm an toàn cho sức khỏe gia đình là vấn đề đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Tuy vậy, không phải gia đình nào cũng đủ thời gian, điều kiện cũng như kiến thức nông nghiệp để có thể làm được điều này. Nhằm phục vụ cho việc trồng rau sạch tại nhà của người tiêu dùng được thuận tiện hơn, đảm bảo chất lượng của rau thành phẩm, mới đây công ty cổ phần Nông Sạch đã nghiên cứu và thí nghiệm thành công thiết bị trụ đứng thủy canh hồi lưu trồng rau sạch. Sản phẩm có nhiều ưu điểm như tiết kiệm không gian, điện nước không tốn công chăm sóc, lại có tính thẩm mỹ, dễ dàng tháo lắp và di chuyển, thời hạn sử dụng từ 10 đến 15 năm. Thiết bị trụ đứng thủy canh hồi lưu trồng rau sạch của công ty Nông Sạch hiện đã đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Để tìm mua sản phẩm này, người tiêu dùng có thể liên hệ tới văn phòng doanh nghiệp tại số 54 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dầu ăn là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Sử dụng dầu ăn trong quá trình chế biến thực phẩm giúp cho món ăn thêm phần hấp dẫn, kích thích vị giác. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản, dầu ăn có thể bị hư hỏng, giảm chất lượng, mất đi những dưỡng chất vốn có của nó. Bên cạnh việc tham khảo những khuyến cáo của nhà sản xuất được in trên bao bì sản phẩm, quý khán giả cũng cần lưu ý thêm đến môi trường bảo quản sản phẩm, không nên để dầu ăn ở nơi ẩm ướt và cũng tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vì tia tử ngoại sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa, hình thành các chất độc hại làm hỏng dầu ăn.
Từ tháng 7 âm lịch hàng năm, các sản phẩm phục vụ cho ngày Tết Trung Thu đã được bày bán rộn ràng tại nhiều cửa hàng, hệ thống siêu thị. Thậm chí, những kiosk chuyên cung cấp mặt hàng bánh Trung Thu như thế này đã được dựng lên từ khá sớm, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Như mọi năm, các mặt hàng phục vụ cho mùa Trung Thu năm nay cũng được doanh nghiệp đầu tư đổi mới về mẫu mã, nâng cao về chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Theo tôi thì trong mùa Trung Thu năm nay thì chủ yếu là các khách hàng thường lựa chọn cho mình những cái loại bánh Trung Thu đến từ các cái gia đình đã có truyền thống làm bánh Trung Thu rất là lâu đời, bởi vì họ tin vào cái sự chất lượng của loại bánh đó và mang cái loại bánh đó về cho gia đình của mình. Theo như tôi nhận thấy thì bánh Trung Thu thì có rất là nhiều loại đa dạng trên thị trường. Thì năm nay thì tôi thấy mẫu mã có nhiều cái nó thay đổi hơn so với mọi năm. Như vậy là bánh Trung Thu có mẫu mã, có hình ảnh của trẻ con nên trẻ con rất là thích. Ngoài bánh Trung Thu cổ truyền, nhiều loại mới đã được sáng tạo dựa trên những nguyên liệu như nấm đông cô, hải sâm, bào ngư, rau câu, đậu các loại, v.v. Các loại bánh Trung Thu dành cho người mắc bệnh tiểu đường, người thừa cân, béo phì cũng được doanh nghiệp nghiên cứu và giới thiệu ra thị trường. Bánh Trung Thu của Việt Nam nó mang đậm nét văn hóa riêng của Việt Nam, nó mang cái bản sắc riêng của người Việt Nam mình, cho nên có mùi vị nó khác so với các loại bánh khác, cho nên là mình nên giữ gìn cái nền văn hóa của mình, là mình nên chọn các loại bánh Trung Thu do các công ty của Việt Nam mình sản xuất. Bên cạnh đó, ở phân khúc sản phẩm trang trí đồ chơi cho ngày Trung Thu cũng có sự đa dạng không kém. Đặc biệt là nhóm đồ chơi dân gian tưởng chừng đơn giản về mẫu mã, màu sắc cũng được đầu tư đổi mới nhằm thu hút người tiêu dùng. Việc doanh nghiệp trong nước tiếp tục phát triển các sản phẩm truyền thống thân thiện với môi trường và không ngừng cải tiến, sáng tạo nên những mẫu mã mới là hướng đi đúng đắn, góp phần làm đa dạng hóa thị trường, là nền tảng quan trọng để người Việt Nam tin tưởng và thêm gắn bó với hàng Việt. Sao Mai và Như Phượng rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong một chủ đề khá đặc biệt của chương trình Đồng hành Hàng Việt ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với khán giả Ngọc Linh có địa chỉ email 128a@gmail.com. Ngọc Linh có câu hỏi: tôi được biết bánh Trung Thu được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, thế nhưng băn khoăn không biết rằng thành phần dinh dưỡng của một chiếc bánh Trung Thu là như thế nào. Và câu hỏi này cũng sẽ mở đầu cho phần trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, xoay quanh chủ đề chiếc bánh Trung Thu của ngày rằm tháng 8. Sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chúng ta xem xét về mặt dinh dưỡng của bánh Trung Thu, chắc chúng ta sẽ có một niềm vui khi mà chúng ta biết là bánh Trung Thu là một cái loại thực phẩm cung cấp cho chúng ta khá là nhiều năng lượng. Về thành phần các chất dinh dưỡng có ở trong bánh Trung Thu, chắc chắn là trong bánh Trung Thu có chất bột đường, vì chúng ta thấy bánh có vỏ bằng bột mì. Chúng ta lại thấy trong bánh thế nào cũng có hạt sen, hoặc là đậu xanh, hoặc là mè, hoặc là đậu đen, vân vân. Đấy là có thành phần chất bột đường. Trong thành phần chất bột đường của bánh Trung Thu, chúng ta còn có vị ngọt nữa. Như vậy chúng ta còn có đường chuyển hóa nhanh. Còn chúng ta có chất béo ở trong bánh Trung Thu là chắc chắn rồi. Và hàm lượng chất béo ở trong bánh Trung Thu thông thường thì ở cái mức không cao lắm, trừ khi có một số các cái loại bánh sẽ làm cho cái thành phần của nó có nhiều chất béo hơn, ví dụ như là bánh thập cẩm. Còn với các loại bánh như là bánh đậu xanh, đậu đen hoặc là hạt sen không thôi thì lượng chất béo không có nhiều. Điểm thứ ba là chắc chắn dù là bánh Trung Thu không phải là thập cẩm, chúng ta vẫn có chất đạm. Tại sao? Là tại vì hầu như tất cả các bánh Trung Thu hiện nay trên thị trường của Việt Nam chúng ta, kể cả nhà chúng ta làm cũng có bánh Trung Thu đều có trứng. Thường thường thì chúng ta sẽ sử dụng trứng vịt muối. Như vậy là chúng ta thấy trong bánh Trung Thu có chất bột đường, có chất béo, có chất đạm và lại có rất là nhiều những cái gia vị làm cho bánh Trung Thu có một cái vị đặc sắc. Ví dụ như là thường thì chúng ta vẫn hay cho vào trong đó gừng, cũng hay cho vào trong đó một số các cái vỏ cam, vỏ quýt. Như vậy nó sẽ có một số các cái hoạt chất. Và bánh Trung Thu thì bao giờ cũng có vị hơi mặn nữa, vì vậy là trong này còn có cả chất khoáng. Nếu mà chúng ta xem xét kỹ thành phần nguyên liệu làm cho bánh Trung Thu, chúng ta sẽ thấy ở trong bánh Trung Thu thật ra là còn có vitamin nhóm B, có canxi, có magie và có rất là nhiều các vitamin khác.
Thưa quý vị, có vẻ như vấn đề dinh dưỡng được khá nhiều khán giả quan tâm trong mùa trung thu năm nay. Ở địa chỉ email phuongdung82a@gmail.com lại muốn được giải đáp thắc mắc. Sự khác biệt trong giá trị dinh dưỡng giữa nhân bánh trung thu được làm từ một và nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Về vấn đề này thì Như Phượng cũng khá băn khoăn. Thường thì mình sẽ chọn những loại bánh có nhân là từ 1 cho đến 2 nguyên liệu. Vì theo lời của những người bán hàng thì như vậy thì sẽ ít calo hơn. Thế nhưng không biết điều này có đúng hay không? Có lẽ chúng ta sẽ cần đến sự tư vấn của chuyên gia. Nếu chúng ta có một loại bánh trung thu mà trong thành phần nguyên liệu của nó có nhiều thành phần, nhiều tức là trên 2, có thể là 3, 4, 5 và có thể là rất là nhiều. Chúng ta có cần điều chỉnh gì không? Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ cần điều chỉnh. Nếu mà cái thành phần thêm vào này nó có nhiều năng lượng quá. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nếu mà chúng ta chỉ ăn bánh có đậu xanh và trứng thôi thì rõ ràng là cái hàm lượng chất béo nó không nhiều. Nhưng nếu mà chúng ta cho thêm vào trong này các cái loại thực phẩm nhiều chất béo nữa, ví dụ có lạp xưởng, có những cái loại mà như chúng ta gọi là xá xíu chẳng hạn, từ thịt heo có nhiều mỡ, thì chắc chắn là chúng ta phải điều chỉnh. Điều chỉnh như thế nào? Tức là chúng ta biết là cái thành phần năng lượng ở trong một cái 100g bánh trung thu mà có nhiều nguyên liệu, đặc biệt là cái nguyên liệu mà có nhiều chất béo như thế, nó sẽ tăng lên, nó sẽ tăng lên gấp đôi so với cái bánh trung thu thông thường kia. Vì bây giờ mình ví dụ là hôm nay một bữa ăn chiều mình sẽ ăn rất là nhiều các cái món khác nhau, trong đó có thịt kho hột vịt chẳng hạn, nhưng mà mình lại có kế hoạch là mùa bánh trung thu đến rồi, bánh trung thu thực thập cẩm ở nhà mình đang rất là ngon, mình ăn bánh trung thu mà mình lại thích ăn 1/4 cái bánh cơ, mà mình chứ mình không có thích là ăn 1/8, thì mình làm một cách đơn giản, mình giảm bớt cái phần thịt kho hột vịt xuống, mình có thể vẫn thưởng thức được bánh trung thu mà mình vẫn có thể là không bị tăng năng lượng. Còn cách thứ ba thì sẵn lòng tư vấn cho quý khán giả là chúng ta không muốn giảm bánh trung thu, cũng không muốn giảm bữa ăn thường ngày. Chúng ta có một cách đơn giản là chúng ta tăng cường vận động thể lực lên. Và tôi sẽ tư vấn như thế này. Nếu chúng ta đi bộ ở ngoài trời và đi bộ ở tốc độ trung bình đến trung bình nhanh, chúng ta đi bộ trong 20 phút thì chúng ta có quyền ăn vào khoảng 1/8 cái bánh trung thu tăng lên. Đây là cái cách thức để chúng ta cân bằng năng lượng. Và chị em không sợ là mình sẽ bị lên cân sau khi mà kết thúc mùa bánh trung thu. Có thể thấy thị trường bánh trung thu mỗi năm lại một đa dạng hơn, nhiều loại sản phẩm mới được sáng tạo. Ngoài những bánh trung thu truyền thống, thì những năm gần đây chúng ta thấy có thêm bánh trung thu rau câu hoặc bánh trung thu nhân trái cây nữa. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị sản xuất còn quan tâm đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, như là người lớn trong gia đình, trẻ em hay là một số người ăn kiêng thì cũng có thể sử dụng. Ngoài việc sử dụng những nguyên liệu có ở trong nước, những đơn vị sản xuất còn sử dụng những nguyên liệu ở nước ngoài để làm nên một chiếc bánh trung thu mang màu sắc rất Việt Nam. Đa dạng là vậy, nhưng mà chúng ta phải dựa vào những yếu tố nào để có thể lựa chọn được loại bánh trung thu an toàn cho sức khỏe gia đình? Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần tư vấn của chuyên gia. Nếu trong gia đình của chúng ta rất là nhiều người gầy, gầy gò, ốm yếu, nói từ theo kiểu dân gian ấy, là cái người thon thả và không bị thừa cân béo phì, thì chúng ta có thể chọn bất cứ loại bánh trung thu nào chúng ta thích. Còn trong trường hợp nhà chúng ta là nhiều người bị thừa cân béo phì, nhiều người bị bệnh tăng huyết áp chẳng hạn, chúng ta lại nên chọn các loại bánh trung thu đừng có nhiều thành phần trong cái nhân. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn bánh trung thu đậu xanh, đậu đen, mè hoặc là hạt sen và có ít trứng thôi. Còn tại sao lại không chọn những cái loại bánh trung thu mà nhân có nhiều loại mà chúng ta hay gọi là bánh thập cẩm chẳng hạn? Bởi vì thành phần nó làm cho cái năng lượng ở trong bánh trung thu này nó quá cao mà mình đã bị thừa cân béo phì thì mình không có nên mua. Về cách bảo quản thì chúng ta cần tuân thủ cách bảo quản mà nhà sản xuất người ta đã hướng dẫn. Chúng ta đều thấy là hiện nay thì việc sản xuất bánh trung thu của các đơn vị sản xuất đã tuân thủ gần như là rất là tốt các cái hướng dẫn, các quy định có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, như là được sản xuất theo một cái dây chuyền công nghiệp tốt, được đóng gói, hút chân không và được bảo quản tránh nắng và được bảo quản trong các cái loại hộp giấy. Chúng ta cũng cần phải tuân thủ thời hạn sử dụng là điều rất quan trọng. Gần như hiện nay thì chúng ta sẽ có những cái thương hiệu tốt, người ta sản xuất, người ta không sử dụng các cái chất bảo quản. Vì vậy là bánh trung thu thường là không để lâu được. Chúng ta phải lưu ý đọc kỹ cái hướng dẫn của cái nhà sản xuất để sau đó chúng ta mới bảo quản giống như thế, sử dụng giống như người ta hướng dẫn, thì chúng ta không có việc gì phải lo ngại về vấn đề là không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua phần tư vấn của chuyên gia, Như Phượng hy vọng rằng quý vị khán giả chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích để có thể lựa chọn cho mình những chiếc bánh trung thu đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thị trường tiêu dùng.
là những người đồng bào dân tộc Cho Mạ lần đầu tiên đứng lên để gọi là thi đấu. Vợ chồng san sẻ với nhau, đó là điều cần thiết của một gia đình hạnh phúc. Mong cho các quý vị có khi tham gia những chương trình này thì họ cũng có được một số những cái thu nhập đáng kể. Đây là một cái chương trình hết sức là ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Bữa cơm yêu thương 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Trung thu còn được gọi với cái tên là Tết Trong Trăng. Đây là ngày trẻ em rất mong đợi vì ngoài được thưởng thức các món ăn đặc trưng của rằm tháng 8, các em còn được nhận quà từ người lớn. Bên cạnh những món quà truyền thống thường thấy như đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, v.v., các gia đình ngày nay cũng dành cho con trẻ nhiều sự bất ngờ hơn với những quà tặng mới mẻ. Đó có thể là những loại đồ chơi bằng nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, mây tre, nhựa, v.v., hoặc cũng có khi là một bộ đồ mới cho bé. Trung thu năm nay thì tôi lựa chọn những trang phục thoải mái, đẹp, thời trang cho bé để bé thỏa sức đi chơi vui vui vẻ với lại các bạn lứa tuổi. Năm nay tôi tin tưởng lựa chọn những sản phẩm mới đến ở đây vì nó đa dạng mẫu mã, chất liệu đa dạng tốt, giá cả thì cũng hợp với túi tiền của tôi. Tại hệ thống cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang Mặt Trời Hồng, một thương hiệu thời trang dành cho trẻ em dưới 15 tuổi, cũng ghi nhận sự gia tăng về lượng hàng bán ra trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Đều đặn hàng tháng, thương hiệu này lại giới thiệu ra thị trường những mẫu thiết kế mới, chủ yếu đều mang phong cách năng động với chất liệu mềm mại, co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, phù hợp với trẻ nhỏ khi thường xuyên vận động. Màu sắc trang phục cũng đa dạng, phù hợp với sở thích của từng bé. Ngoài quần áo, thương hiệu này còn có rất nhiều mẫu phụ kiện như nón, ba lô, túi xách, giày dép và trang sức, v.v. giúp các bậc phụ huynh có thêm lựa chọn khi mua quà cho trẻ. Trong khi đó, hệ thống các nhà sách cũng đón nhiều bậc phụ huynh và con trẻ trong dịp Tết Trung Thu. Vài cuốn sách hay dụng cụ học tập cũng là những món quà Trung Thu được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bên cạnh các đồ chơi truyền thống. Quà Trung Thu dù là đồ chơi mang đậm tính truyền thống hay một món quà hiện đại giúp bé có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày đều mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với trẻ. Trong nhạc phẩm mong manh phố hội, phố cổ Hội An mang một hình ảnh thật khác. Không còn là bậc cao niên với những hàng cây góc phố hàng trăm năm tuổi, phố hội khoác lên mình hình ảnh người thiếu nữ xưa mong manh dịu dàng mà e ấp bên bờ sông Hoài. Và nếu du khách muốn hòa mình trong một đêm rằm cổ truyền nguyên sơ thanh bình với đèn lồng mơ mơ, thì Trung Thu năm nay sẽ không gì thú vị bằng đến với phố cổ Hội An. Là thành phố du lịch, Hội An lúc nào cũng có khá đông du khách từ khắp nơi đổ về, lạ thay, tấp nập là thế mà không hề ồn ào. Dù là ngày lễ Trung Thu, với hàng ngàn du khách và người dân cùng dạo bước dọc các con phố để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng lung linh được treo trên những ngôi nhà hàng quán. Khi mà ở phố cổ Hội An trong cái đêm rằm đó thì ở các khu phố thì họ tắt đèn và họ sẽ mở đèn lồng lên thì tạo cho tôi một cái cảm giác như được trở lại với tuổi thơ để có thể là tận hưởng những cái giây phút mà được đi chơi lồng đèn rồi đi cùng với gia đình xung vầy vào những ngày Trung Thu của Tết cổ truyền của dân tộc mình.
Hội An đẹp hơn và sáng hơn dưới ánh trăng rằm khi không bị ánh đèn điện lấn át là cảm nhận chung của hầu hết du khách có dịp đến đây, đặc biệt là vào ngày rằm tháng 8. Dạo bước dưới ánh sáng của trăng khuya và những chiếc đèn lồng đỏ rực dang khắp phố tạo cho du khách cảm giác như đang được tham dự ngày Tết Trung Thu cổ truyền và nguyên sơ. Phố hội như một bức tranh xưa cũ, sống động không chịu tác động của thời gian. Không đơn thuần là ngày Tết độc quyền dành cho thiếu nhi, Trung Thu là dịp để các gia đình quây quần bên nhau cùng gìn giữ những nét đẹp trong văn hóa truyền thống. Vì thế, lựa chọn một điểm đến còn lưu giữ được những nét văn hóa cổ truyền như phố hội để được hòa mình vào trong không khí của ngày rằm tháng 8 xưa cũ là trải nghiệm mà du khách không nên bỏ qua trong dịp Tết Trung Thu. Kính thưa quý vị và các bạn, ở kỳ phát sóng này, nhà tài trợ chương trình đồng hành hàng Việt là Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex lại tiếp tục dành tặng cho chúng ta hai phần quà tặng bao gồm có hiện kim và hiện vật là những sản phẩm dầu ăn hảo hạng Vocadeli để gửi tặng đến hai vị khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất gửi về cho hệ thống của chương trình. Ngay sau đây, xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với đáp án của chương trình kỳ trước. Câu hỏi của kỳ trước có đáp án như sau. Món ăn được hướng dẫn trong chuyên mục Nhu cầu sống kỳ 170 là món giò heo kho quế. Chị Nguyễn Phạm Thùy Trang ở địa chỉ 21/19 đường Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đáp án về cho chương trình sớm nhất và trở thành khán giả may mắn nhận được giải thưởng gồm 2 triệu đồng và một thùng dầu ăn hảo hạng Vocadeli. Giải nhì kỳ này thuộc khán giả Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ở địa chỉ 99/18/5/16D, đường Thạnh Xuân 21, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có thể nói rằng đã có rất nhiều các vị khán giả may mắn nhận được phần thưởng quà tặng từ chương trình Đồng hành Hàng Việt thông qua chuyên mục Quà Việt Hàng Việt với sự tài trợ của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex. Đó là những khoản hiện kim có giá trị thiết thực và những cơ hội để chúng ta trải nghiệm hoàn toàn miễn phí các sản phẩm dầu ăn hảo hạng Vocadeli. Và quý vị khán giả, chúng ta chỉ cần theo dõi chương trình, sau đó gửi tin nhắn câu trả lời của mình đối với câu hỏi mà chương trình đặt ra được đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp www.đồnghanhhangviet.com. Câu trả lời của chúng ta gửi đúng và tốc độ nhanh nhất gửi về cho tổng đài 8200 hoặc trang thông tin điện tử đồnghanhhangviet.com thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội để trở thành hai vị khán giả may mắn tiếp theo của chương trình Đồng hành Hàng Việt. Thưa quý vị và các bạn, với nội dung của chương trình kỳ này, chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả đã có thêm được những sự gợi ý thiết thực để chúng ta dễ dàng đưa ra các quyết định chi tiêu mua sắm trong dịp Trung Thu năm nay. Chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được thêm nhiều thông tin, ý kiến, chia sẻ và đóng góp từ quý vị khán giả xem đài gần xa gửi về cho những người thực hiện chương trình thông qua email bbt.đonghanhhangviet@gmail.com hoặc số điện thoại 028-2200-2714. 2200-2816. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình thông qua website truyền thông longviet.com hoặc trang thông tin điện tử tổng hợp đồnghanhhangviet.com. Xin cảm ơn Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex đã tài trợ cho chương trình này. Chương trình Đồng hành Hàng Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt phối hợp thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn được gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Nguồn sống mới là đây cho trái tim khỏe để yêu đời, yêu gia đình và yêu mọi người. Từ dầu ăn Sobigold Extra. Sobigold Extra.